Xin chào anh em nha. Đây là quá trình lên cái tay game bột cấp ta cho thằng Wi-Fi 110 đời mới. Đây là của anh khách, một anh khách học sinh. Cầm tăng Uma chính hãng. Ảnh lên đĩa luôn. Ảnh bỏ lên đĩa luôn. Đây là cặp gió phuộc S110 zin chính hãng Honda. Heo lít xin. Heo lít xin. Để nó xem. Mấy anh em chạy quay á, mà muốn đi cô gái á, đơn giản á, mấy anh em lên một cái combo này nè. Heo nít xin với đĩa nít xin. Tay dầu đi tay dầu rời Rambo Costa. Tay dầu mình tăng chỉnh nó xa gần rồi nha anh em. Rất là đẹp nha. Thì lúc mình gắn vô á là cái đây nè, nó sẽ có cái một cái bát nó hàn chết với lại cái này cái ghi đông của mình. Đó là bên mình thợ sẽ cắt bỏ khúc này. Đó, cắt bỏ khúc này. Vẫn đi cái tay này mình vẫn giữ được cái đầu diêm của mình nha, mình không có đi mình không hai cái vỏ đầu đĩa không có mình khoét gì nha. Tại này tay dầu rồi. Rất đẹp nha anh em. Đây thợ đang làm. Mấy anh em mà muốn lên đầu kiển, muốn dọn xe hay mà muốn làm máy này nọ qua bên mình giá cực tốt luôn nha, giá học sinh sinh viên. Kèm chế độ bảo hành mỗi sản phẩm khi bán ra nha. Mấy anh em thấy hay thì like kênh, chia sẻ kênh giùm mình nha. Đây đồ giá nhiều quá. Tao lại đây. Rồi cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em.